mã 01, em lên mã 02. Em lên mã 02. Cái này các chị mặc với quần ôm á. Quần ôm giống như em đang mặc này, thoải mái đấy. Quần ôm giống như em đang mặc này, thoải mái. Thoải mái vô cùng luôn. Dễ chịu. Mình mặc đi đâu cũng được, đón con cũng được, tập thể dục buổi sáng cũng được, mặc ở nhà cũng được. Trẻ trung. Em lên mã 02. Mã 02 là hình in khác thôi nha các chị, hình in khác thôi. Mã 02. Mã 02 cũng từ 40kg đến 60kg, 65kg qua đầu cho em. Các chị mà không mua những cái áo là rất là uổng, vì tại hàng là cũng đẹp, giá cả cũng ok. Mã 02 65.000 một áo luôn. Mã 02 65.000 một áo. Em có từ 40kg đến 65kg qua đầu cho em. Mã 02. Hàng thun này mặc rất là mát, rất là dễ chịu. Mã 02 65.000 một áo. Mã 02. Mã 02 65.000 một áo. Em có từ 40kg cho tới 65kg qua đầu cho em. Mã 02. Từ 40kg đến 65kg qua đầu cho em. Mã 02. Mã 02. Từ 40kg đến 65kg qua đầu cho em. Ai lên mã 02 thì để mã 02 nha. Em chào chị Mai. Mã 02. Từ 40kg đến 65kg qua đầu cho em. Cái này các chị mua cho con mình mặc, mình mặc cũng được. Mặc quần sọc, quần jean, quần ống rộng, mặc cái gì cũng được, phối với cái gì cũng được. 65.000 một áo, mã 02. Em có màu rêu là 1. Màu hồng là 2. Màu vàng đầm là 3. Màu hồng sen là 4. Màu xanh dương là 5. Màu đen là 6. Và màu trắng là 7. Em có 7 màu tất cả, mã 02. Ai lên với mã 02 thì comment lại cho em. Cái này các chị mua cho các chị mặc, cho con mình mặc cũng được. Vậy là cái này mặc rất là thông dụng ha. Mình mặc với quần sọc, quần sọc gì cũng được hết á, quần thun ôm gì cũng được. Mã 02. 65.000 một áo. Mấy cái hình in này nó đẹp lắm các chị ạ. Mặc rất là dễ chịu, co giãn thoải mái. Mã 02. Mã 02 65.000 một áo. Mã 02 65.000 một áo. Em lên mã 03. Em lên mã 03. Em lên mã 03. Em lên mã 03 nha. Mã 03 áo thun cotton hàng cao cấp. Áo thun cotton hàng cao cấp. Mã 03. Em có từ 40kg cho tới 60kg qua đầu cho em. Từ 40kg đến 60kg qua đầu cho em. Mã 03. Áo thun nữ hàng cao cấp. Cái này trước là logo theo. Các chị coi đường kim mỗi chị này may rất là sắc sảo, rất là đẹp nha. Ai mà không mua mấy cái áo này uổng lắm, rất là đẹp. Mình mặc với quần sọc, quần jean, chân váy cái gì cũng được hết á. Mã 03 áo thun nữ hàng cao cấp. Em có size từ 40kg đến 60kg qua đầu cho em. Các chị coi đường may này, rất là sắc sảo đẹp ha. Đem mát đầy đủ. Ở đằng sau cổ con còn chạy thêm một lớp viền cổ nữa. Mã 03 99.000 một áo. 99.000 một áo, mã 03. Đẹp lắm các chị ạ. Mã 03 99.000 một áo. Em có 5 màu tất cả. Cái này hàng thun cotton co giãn 4 chiều nha, cái này em bao chất vải luôn. Mã 03. 99.000 một áo. Em có tổng cộng là 5 màu. Em có tổng cộng là 5 màu tất cả. Mã 03. Em có màu trắng là 1. Màu đen là 2.
theo chữ khác nhau thôi. Một cà phê sữa là 3. Màu này là màu gì ta? Cái này giống như kiểu là màu đồng á, là 4. Màu bã trầu là 5. Em có 5 màu tất cả, mã 03. Đẹp lắm các chị ạ. Đẹp lắm á. Tại cái hàng này em cũng mặc mà, rất là đẹp. Mã 03 99.000 một áo. Ai lên mã 03 thì kèm theo mã, kèm theo màu cho em. Mã 03 rất là đẹp, hàng rất là xuất sắc. Mã 03, mã 03 99.000 một áo. Ai lên mã 03 thì comment lại cho em có từ 40kg đến 60kg qua đầu cho em. Mã 03 99.000 một áo, đẹp vô cùng. Các chị coi nhìn đóng cái bịch bóng này, thấy không? Nhìn cũng sang trọng. Nhìn cái áo là biết chất lượng rồi. Mã 03. Em lên mã 04. Em lên mã 04. Mã 04 cũng hàng thun cô tông, cô tông Thái luôn. Mã 04. Mã 04 là hình in logo trước ngực à, in nổi nha nha. Hình in logo trước ngực in nổi. Mã 04. Chị coi mai cái cổ, viền cổ đẹp chưa? Mã 04. Cái này em có từ 40kg cho tới 60kg qua đầu cho em. Em cũng có từ 40kg đến 60kg. Mã 04, hàng thun cô tông 4 chiều, hàng thun Thái. Mặc rất là mát, thấm hút mồ hôi nha. Cái này em cũng bao chất vải luôn. Mình giặt máy giặt thoải mái, không sùi nông, không đa màu, không gì hết. Cái này hàng thun cao cấp mà, gọi là thun Thái. Mã 04 99.000 một áo, mã 04. Đẹp lắm các chị ạ. Ai chưa có mua hàng của em thì cứ mua thử một lần đi là biết. Các chị thấy chất lượng mà giá thành ok thì các chị vẫn quay lại để ủng hộ em à. Mã 04 99.000 một áo. Em có màu xám là 1. Cái là màu xanh ấy, nên xám là 1. Cái em đưa vào nó hơi hơi chói và ánh điện. Cái xám là 1. Màu đen là 2. Màu trắng là 3. Hàng này em còn có 3 màu thôi. Còn hàng này em còn có 3 màu. Màu xám là 1, màu trắng là 2, màu đen là 3. Cái hàng này em còn có 3 màu. Còn có 3 màu nha các chị. 3 màu này cũng là 3 màu chuẩn luôn. Từ 40kg đến 60kg quay đầu cho em. Mã 04, áo thun cô tông Thái. Áo thun cô tông Thái mã 04. Ai lấy mã 03, lấy thun mã 04 thì comment lại cho em.